Em có trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Cái nguyên nhân là hai người là không hòa hợp được, rồi là hay mâu thuẫn. Cách đây cũng khoảng gần 2 năm ạ. Em có cháu nào chưa? Em có một bé hơn 4 tuổi ạ. Trai hay gái? À, bé trai ạ. Bé trai đang ở với mẹ, em ở trung cấp ạ. Ở cách xa em không? Ở cách xa em cũng khoảng 60 cây ạ. Bên đây tình duyên của mình sao nè? Bên đây tình duyên thì chưa có lỡ chuyến đò nào hết. Chưa chuyến đò nào luôn. Dạ. Chưa yêu ai hết à? Sao chưa? Vậy thì em gái ơi, em nghĩ thế nào về bên đây? Thì có ngại không? Không, không ngại mấy lâu lắm. Dạ hả? Chuyện cái chuyện mà ví dụ con cái thì càng đông càng vui không có giá hết á. Càng đông càng vui không có giá hết á. Tức nghĩa là con gái thì cũng như con của em. Rồi, tức là nếu mà anh đón con về ở chung thì em vẫn ok bình thường. Dạ, dạ. Vẫn thương. Dạ. Lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới ban biên tập chương trình. MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan và toàn bộ khán giả đang theo dõi trên chương trình. Em tên là Trần Đức Trung. Em sinh năm 1987. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Quê em ở Nam Định. Hiện tại em đang làm quản lý bảo trì cho một công ty thép. Mời nhà gái. Kính chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Diệp. Năm nay là được 34 tuổi. Hiện con đang công tác tại hệ thống trường Việt Mỹ. Em đang làm ở Tân Bình. Dạ đúng rồi. Mình làm công việc gì ở đó? Em giáo viên. Dạ đúng rồi. Dạ. Ở người Vũng Tàu thì khoảng cách thật ra nó cũng không xa lắm ha. Hy vọng rằng nếu mà có đủ duyên thì chúng ta sẽ đi Vũng Tàu chơi du lịch, rồi từ đó không biết đâu mà ở Vũng Tàu luôn ha em gái hả? Dạ. Ưu điểm của mình là gì Trung? Ưu điểm của em là hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ, có chí tiến thủ trong cuộc sống. Còn cái điểm yếu của em là hơi nóng tính và hơi vội vàng, nhưng mà cũng biết kiềm chế bản thân để khắc phục cái để hoàn thiện bản thân. Ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì dễ thương, thấu hiểu tâm lý của người khác, gọn gàng, tự lập, nấu ăn thì cũng rất là ngon. Quá trời ưu điểm luôn nha. Còn khuyết điểm của mình? Điểm của em là đôi lúc em dọn dẹp nhà cửa thì quá sạch. Quá sạch. Dọn dẹp quá sạch. Vậy là hơi kỹ tính đó. Thôi, đường tình duyên mình sao Trung? Em có trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Cái nguyên nhân là hai người là không hòa hợp được, rồi là hay mâu thuẫn. Cách đây cũng khoảng gần 2 năm ạ. Em có cháu nào chưa? Em có một bé hơn 4 tuổi ạ. Trai hay gái? Bé trai ạ. Bé trai đang ở với mẹ, em ở trung cấp ạ. Ở cách xa em không? Ở cách xa em cũng khoảng 60 cây ạ. Bên đây tình duyên của mình sao nè? Bên đây tình duyên thì chưa có lỡ chuyến đò nào hết. Chưa chuyến đò nào luôn? Dạ. Chưa yêu ai hết à? Sao chưa? Vậy thì em gái ơi, em nghĩ thế nào vì bên đây? Thì... Không ngại không? Không, không ngại mấy lâu lắm. Dạ hả? Em thấy sao? Em đâu có thấy mặt đâu mà thấy sao? Em chưa thấy mặt làm sao biết làm sao? Rồi, một chút thấy mặt là sẽ biết ha. Cô gái này có nói với em là không có ngại về vấn đề đó. Thì cũng nhờ chị Ngọc Lan giúp, tại vì là em cũng mong muốn qua những cái gì mà em đã từng trải qua thì em cũng đã rút được kinh nghiệm, có những cái bài học trong cuộc sống về gia đình, về bản thân, có thể là san sẻ chia sẻ cho cái người phụ nữ tiếp theo của mình. Có những cái thời điểm mà công việc của em nó chưa được ổn lắm thì cái thời gian em đi làm thì rất là nhiều, cái thời gian chăm lo gia đình thì cũng chỉ có khoảng một chốc lát thôi, nên là cũng hơi bị lơ là, cũng rất nhiều lần sửa sai, cũng đóng góp. Nhưng mà cũng không thể tiếp tục, tại vì là cũng hai người cũng có những cái quan điểm nó sống nó hơi khác nhau một tí, nên là rất nhiều lần em sửa sai. Vâng. Nhưng em sửa có hết chưa? Theo quan điểm của em thì cũng chưa thể hết được. À đó. Vâng. Quan trọng mình biết sửa sai mà phải sửa cho hết. Vâng. Rồi. Vậy thì em có cái mong muốn gì ở cái người phụ nữ sắp tới mà em tìm hiểu? Chân thành, biết chia sẻ, lắng nghe, quan tâm. Nhiều khi là chỉ cần chia sẻ, quan tâm, hoặc là những cái gì mà người đấy là cái tính phải là biết trước biết sau, chứ suy nghĩ cho tương lai, tiến tới một cái mục đích là happy, tức là hạnh phúc phải lâu dài chứ không phải hạnh phúc ngắn. Em có tự nhìn thấy là bản thân mình sẽ làm được gì cho cái người phụ nữ đó không? Mình cố gắng mình đi làm, mình cố gắng mình xây dựng cái hạnh phúc từ những cái điều nhỏ nhoi nhất. Thì cả ba mẹ em cũng khuyên là thì đến cái tuổi thì mình cũng phải lập gia đình và mình phải có trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với cuộc sống, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với con cái. Đến qua nhà gái coi sao. Nhà gái dễ, dễ cưng lắm. Dễ cưng ha. Cưng lắm. Nãy giờ nghe nói bên kia vậy thì cảm giác anh ấy là người thế nào? Dạ thưa chú, là con thấy mình là con người thì ai cũng sẽ có mắc phải những cái lỗi. Mình sống là mình sống cho hiện tại với lại là tương lai. Cho nên là đôi lúc là đừng có nghĩ nhiều về quá khứ á. Rồi, một cô gái cởi mở ha. Bây giờ mình muốn một người chồng tương lai của mình như thế nào? Chỉ mong làm tôn trọng, nói chung là tôn trọng nhà con.
Tự nhiên rung quá, từ từ rung quá không biết nói gì. Vậy hả, chưa có đặt một cái mục tiêu gì hết. Thôi giờ nói lại. Rồi, nãy suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ nhiều lắm nhưng cuối cùng nói không ra điều nào hết trơn á. Cái người mà con sẽ chọn là một người của gia đình, biết chia sẻ, nói chung là hai người có cái gì cũng chia sẻ với nhau. Đó, nãy anh kia cũng muốn chia sẻ đó. Đi đâu cũng đi cùng nhau mà làm gì cũng làm cùng nhau hết. Ừ. Chuyện mà ví dụ con cái thì càng đông càng vui không có sao hết á. Tức nghĩa là con của anh thì cũng như con của em. Rồi, tức là nếu mà anh đón con về ở chung thì em vẫn ok, bình thường, dạ. Vẫn thương. Dạ. Quan điểm rõ ràng, vậy thôi. Thôi, được rồi. Anh ta mắc cỡ. Dạ. Chưa có mối tình nào luôn á hả? Trời đất ơi. Sao không? Tại vì đi dạy á, dạy mấy bạn nhỏ vậy nè. Ở đây dạy ở trung tâm thì có một bạn cũng dễ thương lắm. Cô ơi, hay để con làm ai cho cô. Như vậy chứng tỏ là cô giáo này là rất là được học trò với lại phụ huynh thương và quan tâm nè. Thì hôm nay đi với ai nè? Dạ, đi với bạn. Xin chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Thì hôm nay tới đây thì em thấy là nhà bạn trai thì khá là phù hợp với lại chị của em. Thì thứ nhất là chị của em có cái ưu điểm là nấu ăn rất là ngon. Thứ hai nữa là chị của em rất hiểu tâm lý của đối phương. Thì thứ ba nữa là chị cũng rất là yêu trẻ con, tại vì là giáo viên nữa. Em thấy là cả hai người cũng khá là phù hợp và rất là đẹp đôi. Rồi, cảm ơn em trai. Mình đi với ai? Em đi với một người bạn. Em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ, hôm nay thì em rất vui được đến với chương trình. Cảm nhận của em ban đầu thì em thấy chị rất là nhân hậu, để em rất là bao dung khi nghe về hoàn cảnh của anh Trung. Thì em rất mong là chị sẽ tạo cơ hội cho mình, cho anh Trung, cả hai sẽ cùng nhau tìm hiểu để tiến tới được một hạnh phúc. Trước mắt thì mình có thể hẹn hò, gặp gỡ, làm quen. Cảm ơn nhà gái, nhà trai nha. Ông Mai bà mối cũng ủng hộ rất là nhiệt tình luôn. Mở rào. Bình tĩnh nào. Chuyện bây giờ còn lại là của hai người đó. Bắt đầu đi Trung. Anh chào em. Rồi, bước qua, mình bước qua nào. Hôm nay anh có món quà, con voi. Dạ, là cảm ơn anh, rất là dễ thương. Thì cái con này thì nó mang cái sức mạnh, tức là dạ. Ý lúc là mong cũng muốn là lúc nào cũng khỏe mạnh. Dạ. Đây là quyển sách em gửi tặng anh, mọi chuyện đều tùy duyên. Dạ, okay. Thì mình gặp nhau ở đây cũng là cái duyên rồi, cho nên là cứ cho nhau một cơ hội. Dạ, ok. Dạ, cảm ơn. Qua cái cách nói chuyện của anh ấy thì em thấy anh là người như thế nào? Em thấy anh rất là chững chạc. Em dạy lâu chưa? Em công tác lâu chưa? Cũng lâu rồi. Cũng lâu rồi, tức là mình có kinh nghiệm về dạy trẻ con rồi. Dạy con, dạy người lớn luôn. Dạy người lớn luôn ạ. Ok. Anh gặp được em nó cũng là một cái duyên, thì mình cố gắng có cái khoảng cách, có cái địa lý hoặc là có cái này cái kia thì mình sẽ thu hẹp trong tương lai. Nếu mà về cái hôn nhân ấy thì thời gian của em ấy thì khoảng bao lâu thì có thể kết hôn? Nếu anh thấy đủ thì là đủ, nếu anh thấy là thật sự là hai người họ cần nhau trong cuộc sống để làm cho nhau tốt hơn, để quan tâm, để lo lắng cho nhau thì nó là đủ. Nếu mà có làm dâu thì em có muốn làm dâu không? Không có gì hả? Tức là mẹ. Không có cái rào cản gì bất kỳ trong cái cuộc sống gia đình hôn nhân đúng không? Mẹ là mẹ của Trung. Mẹ của Trung rồi, ok. Thì anh cũng thấy là em cũng là một người cũng gia đình, tức là cũng thế nên quan điểm của anh ấy thì mọi người đều cũng mong muốn, tức là các cô gái hiện tại bây giờ thì không muốn sống chung với gia đình, tức là cũng muốn riêng để cho thoải mái. Anh thấy là cuộc sống ở đâu tốt thì mình sống. Gần nhà ba mẹ thì càng tốt, hoặc là ở với ba mẹ thì tất nhiên là anh cũng nói là anh là con trưởng, anh có một cô em gái nữa. Bây giờ mình vẫn phát triển sự nghiệp bình thường, khi ba mẹ ốm, ba mẹ già yếu hoặc là trong tương lai gần thì mình có về mình phụ dưỡng ba mẹ để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Nhưng mà giờ lấy vợ về, em muốn vợ về ở đâu? Bây giờ ở đây thì em cũng có một số vốn cũng tích góp được, nếu mà muốn có nhà ở đây thì hai người cùng nhau. Khoảng bao lâu thì em có thể mua đất ở Vũng Tàu được? Em cũng có dự tính là khoảng 6 tháng đến 1 năm. Hoặc là có gia đình hậu thuẫn thêm nữa. Rồi, vâng. Là khoảng 6 tháng đến 1 năm mua được nhà đất ở Vũng Tàu. Vâng. Rồi Vũng Tàu cũng là một nơi phát huy công việc của bạn ấy, cũng phát huy việc của em luôn. Vũng Tàu giờ đất cũng mắc nữa đó. Đúng rồi. Dạ, có biển nữa. Mắc lắm đó. Muốn xin liền không? Nói đi. Thì nói chung là khi mà tiến tới hôn nhân ấy thì ai cũng muốn một hoặc hai bé. Được không? Dạ được. Về đẻ liền hai đứa đó chịu không? Dạ được. Đó. Cô gái này đâu có sợ trẻ con đâu, còn thích trẻ con nữa mà. Mê nít chết. Đúng rồi. Thôi bây giờ tiến lên, nắm tay, tỏ tình luôn. Đó, muốn sao nói với cổ luôn đi. Thông qua chương trình, anh và em có được chương trình xe duyên thì cũng là một cái may mắn.
thôi thì cô cố gắng để có cái có cái phận với nhau. Dạ. Hát tặng cô ấy bài luôn. Cái bài Tình Yêu Diệu Kỳ thì em sẽ hát một đoạn. Nhìn cổ hát luôn kìa. Dạ. Nắm tay chặt vô. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người giấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, vang tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Rồi, xin hết ạ. Con gái hát lại đi. One little finger, one little finger, tap, 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 put it on your... Dễ thương quá à. Dễ thương đó. Rồi. Thôi, về vị trí đi em trai. Các bạn hãy suy nghĩ về những cái giây phút vừa rồi, xem coi là chúng ta có thật sự hòa hợp với nhau hay không. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Chàng trai rất là quyết liệt nha, bấm rất liền luôn á. Cô gái của chúng tôi đã bấm đúng từ rồi. Rất sớm ạ. Các ế thành công. Được rồi đó. Ừ. Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn trai. Bạn có thể giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Rồi. Em tên là Đào Minh Anh ạ. Sinh ra và lớn lên ở quê Hà Tây ạ. Em hiện giờ đang làm việc và công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở cảng hàng không quốc tế ạ. Em làm cái khâu nào trong đó? Dạ, em làm bên phòng cháy chữa cháy ạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả ạ. Xin tự giới thiệu về một bài về mà em tự sáng tác mà em run quá. Mọi người có thể cho em một tràng pháo tay không ạ? Rồi, ủng hộ em. Nghe vẻ, nghe về giới thiệu. Tên thật Minh An, sinh năm 88, sống nơi đẹp lắm, Đà Lạt mộng mơ. Hiện nay đang làm kiểm soát chất lượng, mang nông sản sạch đến cho mọi nhà. Tính tình vui vẻ, hòa đồng lạc quan, thích đi du lịch mở mang đầu óc. Ưu điểm nổi bật, sáng tạo tự tin, nấu ăn việc nhà ra tay là xong hết, là xong hết. Biết đan móc len, cắm hoa nghệ thuật, chăm sóc cây cảnh cho tâm an nhàn. Khả năng âm nhạc, làm thơ, đọc sách, khuyết điểm cũng có, hậu đậu khỏi chê. Hơi lười thôi nhé, đừng chê tôi nhé. Đến đây mong gặp một nửa yêu thương, chữ nợ chữ duyên song hành một lối. Em xin hết ạ. Dễ thương quá. Bạn nghe hết cái bài về đó dễ thương lắm. Bạn nhớ gì trong đó không? Dạ em nhớ cái hậu đậu ạ. Trời ơi, bao nhiêu cái tốt không nhớ, nhớ cái hậu đậu. Không nhớ một cái thôi hả? Dạ cũng nhiều cái khác. Cái nào nữa nói thử coi. Có nghĩa là bạn ấy rất là chu toàn trong cái cuộc sống gia đình. Nấu nướng ăn là rất ngon. Cái hậu đậu em nhớ nhất. Thôi mình nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh không có, điểm yếu nhiều lắm. Ví dụ nóng tính, cái mặt em thì rất là lạnh. Có người đi ra ngoài thì bảo em là gợi đòn. Nhưng mà em thì sống thiên về cái tình cảm. Em sống nội tâm ạ. Về cái vẻ ngoài nữa thì cái tóc em nó có một cái chút gì đấy anh em mình có họ. Gì? Tóc suy nghĩ nhiều nó rụng cũng một mớ. Không sao cả. Có thuốc hết, không lo. Ngoài cái bài vẹt đó, em gái có bổ sung thêm gì về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình không? Nhiều khi á, em rửa chén, em rảy rảy cho chén nó khô á. Xong xoáy một cái rồi, xeo nghiêng một vọt, nghiêng một chồng chén rồi á luôn. Rồi, và nói là cái chuyện bếp nút vô là... bếp là xong ngay. Xong ngay là xong, ngay là xong, ngay là bể hết. Trời em ơi. Muốn hỏi là bạn nam có biết rửa chén để bù cho em cái điểm đó ạ? À, cái việc nhà thì mình chắc là cũng làm được, nhưng mà... lười lắm. Ôi anh lười, em cũng lười, ai làm việc già thôi. Chị đề nghị mình ăn chén mũ hay chén nhựa gì đó. Chén bây giờ nó bán ăn lần rồi dục luôn á, mấy đứa khỏi rửa. Dạ vâng. Dạ vâng luôn hả? Rồi xong luôn. Em có tật xấu gì không cưng? Tật xấu hả chị? Chắc hình như hết rồi chị ơi. Hết rồi phải không? Dạ. Rồi tình trường.
em đã trải qua 4 mối tình rồi ạ. Cái 3 mối tình đầu á thì giống như là mình thấy bạn bè nó có người yêu mình cũng muốn có, nhưng mà cái mối thôi đúng không? Dạ, cái mối tình thứ tư á em phát hiện ra là bạn đó không có chung thủy, bạn đó có người khác á. Thì sau khi em chia tay á, giống như là em mất niềm tin vô tình yêu luôn á chị. Em tập trung cái thời gian của mình vào cái công việc. Cái thời gian còn rảnh thì em đi chơi, đi du lịch vậy ạ. Nhưng mà em chia tay cái mối tình cuối đó là cách này bao lâu rồi? Dạ, em chia tay hơn 5 năm rồi ạ. Thì mọi người cũng sợ em ế cho nên cũng làm mai cho em. Nhưng mà gặp cái bạn á, im quá, em cũng thích rồi. Lại gặp cái bạn khác á thì ngày đầu tiên đi hẹn hò thì bạn đó nói mới vừa ăn thịt chó xong. Em ơi, không thích người ăn thịt chó. Muốn hỏi bạn trai anh kia có thích ăn thịt chó không ạ? Thịt chó thì có ăn nhưng mà lâu lắm rồi mình cũng không ăn. Thịt thà dữ trời. Ta nói đại nè, không có đi còn phải có ăn mà lâu quá không ăn. Rồi bạn trai bên kia tình trường sao? Em thì cũng trải qua gom góp cho cuộc đời được 2 mối tình đến bây giờ. Cái mối tình gần nhất của em thì là bạn học cùng với cấp 3 với em, cũng kéo dài được khoảng 4 năm. Wow, 4 năm thì cũng lâu mà tại sao chia tay? Dạ thì đứa nam đứa bắc chị ạ. Em muốn tìm một người bạn gái thế nào? Cái tính cách của bạn gái đấy mà mình có thể hòa hợp được. Không có tiêu chuẩn gì hết hả? Tiêu chuẩn thì nó cứ lụi lụi dần theo những tháng năm cái, và cái này và cái này. Ví dụ đi. Khoảng tầm 3-4 năm trước ấy, có những cái ước mơ ai cũng muốn đẹp mà anh. Ai cũng muốn có những cái một người mà người yêu mình đi bên cạnh mình cảm thấy tự hào á. Nhưng mà dần dần đến cái chia tay cái mối tình gần nhất á thì em đóng cửa với tất cả. Nhiều người người ta cứ nghĩ em là thế nào nhỉ? LGBT á. Rồi sao nữa? Vào cơ quan thì được mệnh danh là chị Đào. Em khổ tâm lắm. Dạ em chào chị. Chào chị Đào. Dạ, hôm nay chị tha cho em được không? Chị có làm gì đâu. Ở cơ quan em là em stress nặng với cái vấn đề đó. À thế hả? Nhưng mà bản thân mình có thấy mình như vậy không? Dạ không, em rất bình thường. Nếu không mắc gì phải stress? Nhiều lúc em cũng hùa theo, em tan nước theo mưa á. Thế là em cũng cảm giác là đôi lúc nó tự ái thật. Ôi đâu sợ em ơi, anh mà người ta còn nói anh BD mà. Coi đâu, có gì đâu BD. Có gì đâu BD. Mà chị hỏi em nè, em làm trong cái môi trường chỗ đó tiếp viên hàng không rồi cũng nhiều, sao mình không có tìm được bạn gái hả cơ? Bản tính em nhút nhát rồi. Tự tin lên, không có cái gì stress, không có cái gì mà. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Nữa, chọc người ta nữa, thấy chưa? Không có đâu. Mẹ lên, vui thoải mái lên nào, trời ơi, ngồi buồn ngủ quá à. Ok chưa? Lên coi. Mạnh mẽ lên cưng. Em mong muốn cái điều em gỡ người bạn gái mình là những cái điều như thế nào? Cái mong muốn nhất ấy, thì muốn chia sẻ với bạn gái là em luôn coi trọng gia đình. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Đừng có xe xua đua đòi quá. Thì hiểu được ý của em rồi đó. Bản thân em thì em thích người bạn trai như thế nào? Thì em đang đặt ra một cái chiến dịch gọi là chiến dịch 4D. Đạt đúng đủ đẹp. Thứ nhất là đẹp, bạn phải đạt chiều cao trên 1m65. Rồi. Bạn phải có sự nghiệp ổn định và có tinh thần cầu tiến. Rồi, cái đó đạt rồi đó. Đúng, là bạn phải đúng giờ và giữ đúng lời hứa. Cái đó đúng không em? Lời hứa với em là số 1 đẹp. Rồi, đúng giờ không em? Yeah. Chắc đi, đi làm trái đúng giờ. Vào đó, đúng giờ rồi. Rồi, đúng luôn. Đủ thì bạn phải là một người đủ yêu thương, có sự bao dung và lòng chung thủy ạ. Có yêu cầu tóc tai gì không? Về đẹp thì em chỉ cần một bạn ngoại hình là dễ nhìn là được rồi. Rồi. Ôi, chàng trai bên đây cái gì cũng có, rất là hiền hậu. Nói chung là tướng tá cũng rất là phong trần đẹp trai. Chỉ có hơi hói hói chút. Được không? Được không? Nếu mà có cái khác bù lại thì cũng vẫn được ạ. Bù hết đó đẹp trai. Dạ được. Em ghét nhất cái tính xấu gì của đàn ông? Tính xấu của đàn ông á thì em không thích là bày hay, mềm mề, nổ, khoe khoang á. Em cũng không thích bạn như vậy, keo kiệt em cũng không thích ạ. Có bày hay không? Em có lộn xộn thôi, em không lấy. Có lộn xộn. Lộn xộn với bày hay nó như nhau. Keo kiệt có không? Không. Hơi tính toán chút đúng không? Không, cái tính toán để cho gia đình chứ không có tính toán cho bản thân. Tiền ai giữ? Em thì không có cái khiếu giữ tiền đâu, em có bao nhiêu em hết. Cái này phụ nữ thích lắm. Được rồi đó. Rồi. Nói chung là anh phỏng vấn qua lại thấy đáp ứng nhu cầu của em khoảng 80-90%. Được ha. Rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè. Hôm nay bạn gái đi với ai? Em đi với ba mẹ, gia đình của dì Dượng và em gái với lại bạn của em ạ. Cả gia đình mình luôn. Dạ.
chào gia đình bạn gái ha. Rồi, cũng mời cô chú đại diện lại gia đình luôn. Dạ. Xin chào và chào bạn trai. Thì tôi là Trần Thị Nhớ, là mẹ của Minh An. Theo tôi thấy là cháu đây cũng được, thì mong rằng là hai cháu tìm hiểu với nhau. Rồi, cảm ơn gia đình ạ. Mời bạn trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với cả bạn đời của mẹ em với cả em hàng xóm ạ. Bạn đời của mẹ em ạ. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến tới Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng tất cả các vị trong khán trường. Tôi là thân sinh ra Minh Anh. Minh Anh tính tình thì chính xác là hiền lành, thế nhưng mà cũng rất quyết đoán, hơi nóng tính một chút. Nhưng ngược lại có một cái ưu điểm là rất quan tâm chăm sóc mọi người. Công việc nhà là làm tương đối tốt. Qua nhận xét thì thấy thế này, cháu về cơ bản là chân thành. Tất cả mọi thứ là đều do hai đứa. Chú chỉ nói một điều với cháu thế này, tương lai của các cháu là cháu tự quyết định, phụ huynh cũng chỉ là người tác thành thôi. Hãy suy nghĩ kỹ, xin hết. Dạ, cảm ơn chú ạ. À, bây giờ là thời gian để cho hai bạn trao đổi trực tiếp với nhau ha. Mình cũng hiểu được nhận xét và suy nghĩ gia đình mình rồi ha. Mở rào. Mạnh mẽ lên nào. Cười tươi lên. Hả? Có ba ngồi dưới thì đừng có lo. Tự tin lên nha. Rồi, không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi. Mình có lá hoa mình tặng. Dạ, em cảm ơn ạ. Em có món quà tặng anh ạ. Rồi, cảm ơn em nhé. Dạ, anh mở món quà ra đi anh. À, đây là một cái nón len do em tự làm, anh đội lên thử anh. Đội lên đi, đúng rồi, đội lên là đâu có thấy gì đâu. Tưởng đồ dò quẩy. Cảm ơn em. Dạ, để em đội cho anh. Ở Đà Lạt ha, có nón đội hết thấy hói luôn, đẹp luôn. Thích hói luôn anh hả? Dạ. Ở trong đó có một bức thư của em nữa, anh đọc đi ạ. Gửi anh điều em muốn nói. Em đã chờ chữ duyên giữa dòng đời xuôi ngược, ngoài kia bao người qua, chỉ mình em đứng lại đợi chờ một ai đó nắm lấy bàn tay em. Em tìm anh lâu lắm đó, hy vọng người em tìm sẽ là anh đúng không? Minh An, cảm ơn em nhiều. Anh có quan niệm gì về tình yêu ạ? Với anh tình yêu nó là chân thành, nên chia sẻ cho nhau dù nhỏ. Được cái chia sẻ đó thì mình sẽ được gắn kết rất lâu. Tính anh thì thật sự ra thì không hay nói đâu. Anh thích nghe hơn và thích được chê. Thật sự là nên chia sẻ, anh nghĩ là như vậy. Anh công tác ở Hồ Chí Minh là anh làm ở đây luôn hay là sao ạ? Anh làm ở đây. Thì em ở Đà Lạt á. Thì anh có ngại là khoảng cách không ạ? Hình như trên đấy có sân bay Liên Khương thì phải. Dạ đúng rồi. Làm sân bay muốn đi gì nào đi, có gì đâu. Có đường không anh? 30 phút là tới. Em không thích đi máy bay đâu. Hả? Em thích đi xe máy hơn. Trời ơi, xe máy sao đi nổi. Có những lần em cũng đi một mình, em đi phượt trên đó. Yêu nhau xa như vậy thì mình định là mình bao lâu mình mới gặp nhau một lần? Công việc của em thì thời gian cũng rảnh cũng nhiều. Theo em muốn anh sẽ như thế nào với em? Không, anh thử nói về cái sắp xếp của anh đi ạ. Nửa tháng anh sẽ sắp xếp tầm 3-4 ngày. Vậy là nhiều anh sẽ lên đó. Em muốn là ví dụ như có một cái vấn đề về cuộc sống thì vui hay buồn gì á, thì mình cũng tâm sự, mình chia sẻ cho nhau để hiểu nhau hơn ạ. Sau này á, mà tiến tới hôn nhân á, thì lấy chồng thì mình phải theo chồng rồi, thì anh có thể sắp xếp những cái công việc cho em được không ạ? Tại vì em á, thì em học khoa nông lâm. Em thích làm dễ vận chuyển em hơn. Thích làm cái mảng nhiều tiền hay cái mảng đủ sống? Yeah. Trời ơi, hỏi câu khó trả lời. Mảng nào cũng được ạ. Không, anh cái hỏi thật mà. Cái mảng nào mà mình cảm thấy yêu thích là được. Thì em vẫn là thích hoa, thì em sẽ kinh doanh hoa. Anh rất thích một người kinh doanh. Anh cũng là một người đang kinh doanh, nhưng mà kinh doanh nhỏ lẻ. Anh mong muốn rằng dù thế nào đi chăng nữa, mình hãy sống thật với cảm xúc. Em nhé. Dạ. Yeah. Rồi, kết thúc. Chúng ta đang đối diện với người nhà của mình, ba mẹ của mình, ông bà, tất cả gia đình của mình. Chúng ta không thể nào bấm dối con tim mình được nha. Hãy làm đúng với trái tim của mình, chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, nắm tay nhau nha hai bạn. Đấy, có
ba mẹ gia đình gì của vậy? Cô gái hãy xin phép hẹn hò và gì đó. Dạ con xin phép bác ạ. Hôm nay chúng con đến đây đã làm cái duyên. Thì con xin phép bác được hẹn hò với em ạ. Rồi bạn gái nói về với chú đi. Cái khoảng cách nó hơi xa cho nên bữa nào mà bạn lên thăm con thì bác cũng cố gắng sắp xếp cho bạn lên. Yên tâm, vé máy bay bác lo. Đó thì là trai đàn gái luôn. Tôi nghĩ rằng chú có một vài lời cùng với đàn gái đi ạ. Mình giao lưu với nhau đi giao chú ạ. Giao lưu chút đi. Đi đâu sau này là mình su gia đó. Sẽ là su gia thật sự thì sao? Xin phép với các bác này, các cháu ấy. Con chúng ta bây giờ có tuổi rồi. Thực sự là hôm nay nó là một cái duyên. Vâng. Cái này là duyên ông trời ông định. Và có ông Tơ bà Nguyệt đứng ở đây ạ. Thế cho nên là thôi thì trước mắt là trước lạ nhưng mà sau quen. Thế thì hôm nay chúng ta gặp mặt. Thế còn tôi thiết nghĩ là khi các cháu đã có cái động thái là đồng ý với nhau thì chúng ta sẽ có những cái mà gặp gỡ sau này. Thì cháu An cũng có những cái lo lắng, nhưng cái điều đó cũng không là vấn đề gì cả. Cái quan trọng là thương yêu nhau. Thế còn công việc thì ông trời ông định rồi, đâu sẽ vào đó hết ạ. Thấy hai cháu nó đến với nhau mà đó là một cái duyên. Hai cháu nó có hơn ảnh sau này thì để nó tìm hiểu với nhau. Dạ, dạ vâng. Rồi. Cảm ơn gia đình ạ. À, thưa cô, thưa chú á, là rất nhiều người đang ngồi ở vị trí cô chú. Bây giờ họ đã làm xui với nhau tại chương trình Bạn Muốn Họ này. Và mong rằng một ngày sớm nhất cô chú cũng sẽ gặp nhau để chúng ta bàn cái chuyện của hai. Mời bạn nữ. Thôi mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Rồi em gái giới thiệu về mình đi em. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến hai MC tài năng chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Gửi lời chào trân trọng đến những khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Và chàng trai bên kia chiến tuyến, em tên là Phạm Thị Nam Phương. Tháng vừa rồi thì em 29 tuổi, nhưng tháng này em đã 30 tuổi. Rồi. Dạ, hiện tại thì em đang làm bất động sản tại Bình Dương và em cũng ở Bình Dương. Thì mục đích em đến chương trình hôm nay hy vọng có thể là đem được một chàng rể thảo về nhậu chung với bố em cho vui. Trời ơi, dễ thương quá. Bố nhậu dữ lắm hả? Dạ không, tại vì thấy nhậu một mình buồn quá. Rồi. Dạ. Rồi, mời bạn trai bên kia giới thiệu. Em tên Phạm Khoan Nguyên, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả. Em năm nay 35 tuổi, cũng đang muốn kiếm một nàng dâu cho mẹ. Quê mình ở đâu, đang làm công việc gì em? Em ở Củ Chi, em làm công ty thương mại về bao bì giấy, bao bì nhựa. Công ty của mình luôn hả? Dạ, em ở công ty của mình luôn anh. Trời, giỏi quá vậy ta. Quá ha. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng, có khiếu hài hước. Khi đến chương trình á thì người nhà với là bạn bè cũng có khuyên là thôi đến chương trình đừng, mày đừng có hát nha. Nhưng mà nói chung nhân dịp hôm nay để cho dễ thoải mái, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, mình cứ thể hiện tài năng của mình đi. Đúng. Dạ, để cho chương trình thêm vui vẻ thì em xin tặng mọi người với chàng trai bên kia một bài hát. Trước khi hát thì em cũng xin gửi lời xin lỗi đến tác giả, tại vì em có sửa lời bài hát mà không có xin phép. Rồi. Là cô gái hay thả tinh bay lung tung, bay linh tinh, làm cho tim anh thẫn thờ. Bao ngày nhớ, bao ngày mong. Em cao 1m5, lòng cộng phân quốc thêm 5 phần. Anh ơi có yêu em không? Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì em xin thôi chuyện mẹ cha. Xin rước anh về làm chồng nha. Thương anh để lâu chắc ba đành đòn. Thôi anh ơi ta cưới nhau nha. Ai hi 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 ha ha. Dễ thương. Em ơi, giờ anh cũng hát tặng em một bài ha. Rồi, làm luôn. Ngộ kỳ thời, con kiến mới leo dây. Nam mô di bố phụ, gặp mặt nhau đây. Chúng này hẹn hò thi chung sắc son. Em ơi, anh vẫn chờ. Em chờ. Rồi, xong. Để anh về thôi với mẹ. Gia duyên ta cưới liền. Cặp này tôi thấy xứng à nha. Rồi còn điểm mạnh gì nữa không? Hay có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu là em nấu ăn vạn người chê. Em kén ăn mà cái kén ăn của em hơi kỳ. Có nghĩa là em ăn bún bò chứ em ăn phở bò. Em ăn bò xào chứ em ăn lẩu bò. Rồi em ăn bò nướng chứ em không có ăn cháo bò. Chị chóng mặt quá.
Còn gì nữa không? Có tật xấu gì không? Dạ, với lại là em nghĩ em có một cái khuyết điểm mà em nghĩ là em ế từ năm này qua năm nọ mà ế truyền kỳ luôn. Em có một cái tiêu chí chọn bạn trai, em tự đặt cho nó là cái tiêu chí 2X. Ví dụ như là về nhắn tin, ở em đang làm gì đó, không giấu. Một gạch chéo là 1X rồi. Hoặc là sử dụng ngôn ngữ tin cóp, giống như là em đang làm gì đó, em quá, ăn cơm chưa, ăn cơm, cơm mà chữ ca, gạch chéo. Nếu mà qua được cái gạch chéo đầu tiên sẽ đến cái gạch chéo thứ hai. Thì gặp mặt, thì thường gặp mặt á là em gặp mặt em sẽ tạo cho bạn đó một cảm giác nó thoải mái, để cho khi mà con người ta thoải mái thì người ta sẽ bộc lộ một phần cái tính cách con người người ta ra. Đầu tiên là hút thuốc, gạch chéo. Rồi em gạch hoài, chắc em gạch hoài hay chị em ế hoài vậy, ế. Rồi thứ hai là nổ, gạch chéo, gạch chéo. Thứ ba nữa là nói chuyện kiểu như là có thêm cho tự chỉ bảy á chị, gạch chéo. Rồi không ai có thể vượt qua được cái gạch chéo thứ hai. Rồi ế luôn. Ế. Hiểu. Còn em trai, điểm mạnh điểm yếu là gì? Em thì em chịu khó lắm, lập nghiệp được hai bàn tay trắng. Lúc trước thì em ở bên chính, em chưa có nhà mà em chạy qua Củ Chi em mua nhà. Em thấy nhà xấu quá, thành ra phải đổi cái nhà. Cái em đổi được cái nhà, em đặt xin tiền mua cái là cái nhanh nhạy, năng động của mua cái nhà lớn, cái em bán miếng đất rồi mua xe hơi. Quá dạ. Giỏi. Cái giờ thấy xong giờ kiếm vợ. Còn điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em thì giống như là em thích công nghệ quá, thành ra người nó cũng khô khan. Anh thấy em cũng đâu khô gì đâu. Rồi bây giờ mình nói chút xíu đi, tình trường đi em gái. Tình trường thì em trải qua ba mối tình. Một mối tình từ thời đại học, em quyết định về quê, thì bạn ở lại thành phố, thì dần dần hai người ít gặp mặt nhau. Dạ. Còn mối tình thứ hai là từ hồi mà em đi làm gần nhà, thì nói chung cũng mai mối cho một cái anh đó. Thì nhà anh đó thì nói chung là giàu có, nhưng mà em thấy là ảnh không có chí tiến thủ, không có hướng gì cho tương lai gì hết, ảnh chỉ có đi chơi vậy vậy thôi. Chia tay luôn. Em cũng. Rồi cuối cùng. Cuối cùng thì cũng gần đây cũng có một mối tình, nhưng mà nó cũng kéo dài 2-3 tháng, cũng theo tiêu chí 2X này em cũng loại rồi. Rồi xong. Bên trai bên kia mấy mối tình em? Em thì có 2 mối tình, nhưng mà mối tình sôi động nhất của em thì cũng cách đây 7 năm rồi. Chị Cát Tường. Cái thời điểm đó thì em cũng mới mua nhà thôi, thành ra chưa có ổn định, chưa có tự tin để lập gia đình. Sau đó thì cũng không có gặp được ai. Em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Em thì thích bạn gái của em hiền lành. Ngoại hình dễ nhìn, cao trên 1m5, da trắng tí. Em thích tiếp giống như bạn Lâm Vĩ Dạ đó. Lâm Vĩ Dạ hả? Bạn gái thì chung là tiêu chí cũng biết nãy giờ cũng nhiều rồi. Dạ. Nhưng mà về ngoại hình á thì em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, ngoại hình thì cao 1m7, tính điềm đạm, có công ăn việc làm ổn định, với lại đặc biệt là không hút thuốc, tại vì em chịu không được mùi thuốc lá. Ở Bình Dương thì càng tốt. Chào em. Đi qua cầu là tới. Em cao mét mấy? Em 1m61.3 phân. Đo kỹ dữ vậy luôn á hả? Rồi mình có hút thuốc không? Em không hút thuốc, không uống rượu. Nói chung em chỉ có mê là mê máy tính thôi chị Tường. Thì cũng được. Khi nào em tiến tới hôn nhân được? Em thì thích đi ngay đi luôn, thành ra chừng nào cũng được hết. Ngay giờ luôn, lúc nào cũng được hết. Mọi thứ sẵn sàng hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Hiện tại em đang sống với ai? Em sống với mẹ em. Nhà có 2 mẹ con, em con một. Thì lấy vợ về là sẽ sống chung với mẹ, sẽ làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi chị. Ăn thua tình yêu em đủ lớn hay không để thuyết phục bạn gái ha? Mình kiếm một công việc gì đó nó phù hợp cho bạn gái gần nhà là được. Cái đó được thôi chị. Tại đúng em thì em một mình em set up công ty mà. Tốt. Dễ. Vậy là hợp lý rồi đó. Yên tâm nha. Anh nghĩ bên đàn trai quá ổn rồi. Bây giờ đến qua coi mắt đàn gái coi sao nha. Dạ. Ý, chào em gái. Chào anh. Dạ. Mình làm dâu tốt quá đi chứ em. Anh nghĩ rằng là nhà con một mà anh bên đây cũng hiền khô à. Dạ, em nghĩ nếu mà với quan niệm làm dâu thì ngày xưa thì còn sợ thôi. Chứ ngày nay thì suy nghĩ hiện đại hơn rồi. Quan trọng là vợ chồng em đến với nhau có ở được dài lâu hay không. Em với anh này mà hợp nhau á thì em cũng có thể làm dâu được. Được, anh nghĩ được. Quan trọng là mở ra em với anh có cảm xúc gì với nhau hay không. Vậy thôi. Anh nghĩ rằng có cảm xúc đó. Dạ, em có hy vọng như vậy. Ừ. Vậy bây giờ nhìn thử cái hình hồi nhỏ đi. Đó. Rồi coi có cảm xúc hay không là được liền. Đó. Đẹp trai không? Coi đi, coi đi. Thấy chưa? Ngon lành chứ bộ. Hồi này lúc này mấy tuổi hả anh? 15 tuổi. Cái ông 15. 15 tuổi, dạ. Được không em? Dạ nhìn giống trai Hàn Quốc á, em cũng thích Hàn Quốc lắm á chị. Bây giờ bị tàn phá hơn nhiều rồi cưng. À vậy à. Rồi, có hình bằng nữ không? Trời cho bằng nam coi luôn. Đó. Xinh không? Xinh nhìn dễ thương. Được rồi. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bố. Dạ chào chú.
Vũ đẹp trai quá ha. Chào MC Quyền Linh Tài Ba. Xin chào MC Cát Tường Duyên Giáng. Dạ. Xin chào các quý vị khán giả trên trường quay hôm nay. Thì Phương ơi, thì bố thế này, đến đây thì con cứ trải lòng, không có gì không thể khi mà mình có ý chí quyết tâm. Thì đối với lại cháu trai bên này á, thì bố thấy thì con người cháu thì cũng là rất là trưởng chạc. Thứ hai nữa là cái chịu khó làm ăn, sau này chắc xây dựng gia đình thì cũng là có trách nhiệm, rồi cũng có cái chia sẻ. Nếu được á, thì hai con sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà thành công, có kết quả sau này thì chắc gia đình mình lúc nào cũng vui như Tết. Dạ, cháu cảm ơn. Cảm ơn gia đình. Em đi với ai? Trời. Em đi với mẹ với lại dì em. À, chào cô. Dạ, chào cô. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Nguyên, hôm nay ủng hộ con trai đến đây tham gia chương trình. Nói riêng với lại cháu Phương, không sợ gì đâu. Chúng ta sẽ là người nhà. Người nhà thì sẽ thương yêu nhau, không lo lắng một điều gì hết. Cô sẽ ủng hộ con hết. Hay dạ, quá. Cảm ơn cô. Bây giờ vậy nè cô với cô bên đàn trai, hai người đứng lên giao lưu chút đi. Đó, mình bắt tay nhau cái đi anh chị. Biết đâu sau này cô là su gia đó. Đó, bên đàn gái, đàn trai gặp nhau. Đàn trai nói chút xíu với đàn gái đi. Xin chào hai anh chị, có thể gọi hơi sớm một chút. Chúng mình sẽ là su gia với nhau. Tôi rất là mong muốn cái điều này. Rồi anh chị cũng yên tâm, gia đình tôi chỉ có hai mẹ con thôi, mà tôi cũng rất là dễ chịu, không có gì phải lo lắng cho cháu hết. Xin cảm ơn chị. Rồi bên đàn gái nói chút đi. Thật sự là tôi cũng rất vui và phấn khởi đến với chương trình này. Thì tôi nghĩ cái chương trình này phải thêm được một cái cụm từ nữa, chương trình là nhịp cầu nối những bờ vui và hạnh phúc. Rồi tôi cũng có xem qua cái chương trình này thì tôi thấy là rất ý nghĩa, tạo điều kiện rồi cho các đôi lứa được coi như là giao lưu với nhau. Thì cũng nhờ coi như MC Quyền Linh, MC Cát Tường mát tay, tôi xem tôi rất thích, mà mỗi lần xem là tôi trẻ ra mấy túi nữa. Hồi nãy Quyền Linh khen tôi đẹp trai đúng không? Nhờ cái chương trình như đấy. Vâng, thôi thì bây giờ nói chuyện về người nhà mình. Thì nếu mà các cháu sau này mà tìm hiểu thì cũng mong được cái sự giúp đỡ có thể đối với gia đình để cho các cháu có cái thời gian tìm hiểu với nhau. Thì cũng tôi đồng ý ngay. Dạ dạ. Cảm ơn hai gia đình ạ. Rồi bây giờ gia đình là ủng hộ nhau hết trơn rồi ha. Yên rồi, tâm mẹ chưa? Chồng quá dễ thương luôn, thấy chưa? Mở rào. Bây giờ chuyện còn lại là của hai bạn đó. Bắt đầu đi. Rồi xin mời hai bạn. Dạ em hôm nay nhân dịp đến đây chương trình thì em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Đây cũng là thông điệp em muốn gửi đến anh. Anh đọc 4 câu đó là thông điệp em gửi đến anh hôm nay. Những sóng gió cuộc đời xin em đừng gục ngã. Anh sẽ làm tất cả, chỉ cần ta yêu nhau. Anh thấy rất thích về ý nghĩa. Cảm ơn anh cũng ngoài cuốn sách này thì em cũng có một cái món quà này chỉ dành tặng riêng cho anh thôi. Anh chú ý lắng nghe em. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Để những giấc mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay không cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Để những giấc mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Đi luôn hả? Đi luôn hả? Ê, dạ, dạ, chưa, chưa, chưa được. Dạ, em quên, em nhập tâm quá. Ngồi, ngồi đi cưng, chưa dạ. Đâu, chưa có đi rồi. Được đâu. Chưa bấm nút rồi, rồi đi rồi. Anh biết Khiêu Vũ có thể mời em Khiêu Vũ. Khiêu Vũ hả? Dạ. Em không biết Khiêu Vũ anh chỉ em dạ. Anh chỉ em cũng được ha. Dạ. Cân nhạc không? Rồi, cho em bài nhạc Rumba đi. Rumba. Vô. Trời ơi, sao khổ quá, chóng mặt quá à. Hồi cổ xỉu giờ. Thôi về luyện thêm, về luyện thêm. Cặp này về vui rồi nha. Vui. Rồi cảm nhận về nhau đi hai bạn.
anh có điều gì muốn hỏi em không? Thì anh thì hơi thấp á, thì theo em thì thấy có hợp với lại cái ý nghĩ ban đầu của em không? Dạ thì nói chung qua bên kia thì em nghĩ anh khác lắm. Tại nhìn cái hình á thì em nghĩ là anh hơi cao nhưng mà to có đen có đen có nhưng mà thơm, hơi thơm, không có hôi, thơm. Thì anh thì anh cũng vậy, tiếp cận em anh cũng thấy ok không, thấy nhẹ nhàng. Thôi bây giờ chuyện hẹn hò mình như thế nào nè, một tuần gặp nhau hẹn hò đi chơi cái nhau bao nhiêu lần? Công việc của em thì thường cái thời gian rảnh của em sẽ như thế nào? Em thì bất động sản thì nghề của em nghề tự do nên em cũng rảnh nhiều. Ví dụ như, sáng thì em đi làm giờ hành chính là đến 5 giờ thôi. Nói giờ hành chính vậy thôi nhưng mà ngành của em sale nên chạy bên ngoài thôi. Hai bạn hãy nói một câu gì đó thật tình, trong lòng mình nghĩ về đối phương lúc này như thế nào để chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Anh thì đến chương trình thì anh cũng có mục tiêu rõ ràng, thì thấy em cũng có mục tiêu cũng tốt, mình hợp với nhau thì hãy cho nhau cơ hội, rồi sau chuyện gì tới thì cứ tới mà tới nhanh cũng được. Dạ. Em nói chung là nào giờ khó nào giờ rồi thì thôi coi như là đây là một cái cơ hội đấy, cho tự cho mình một cái cơ hội, cho anh một cơ hội, cho em một cơ hội và cho chúng ta một cơ hội đấy. Đúng rồi. Rồi đặt tay vào nút bấm này hai bạn. Rồi chúng ta đã có một khoảng thời gian ha, ngắn nhưng cũng vừa đủ để tìm hiểu nhau, trò chuyện với nhau. Bây giờ cái quan trọng là sự quyết định của hai bạn. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân nhé. Chúng ta nhắm mắt lại. Nãy giờ mình có thể nói chơi vui, nhưng bây giờ là phút thiêng liêng nhất, kiểm tra con tim một lần nữa nha các bạn. Tim rung động thì bấm, không rung động để dành cho người khác. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau nào. Đó. Bây giờ xin hai bác đi. Bắt đầu từ hôm nay mình chính thức hẹn hò với nhau. Hứa với hai bác những điều gì? Dạ, con xin phép hai bác tụi mai sẽ hẹn hò với em, sau này nếu có thành đôi cũng sẽ quan tâm lo lắng cho em, cũng gắng noi theo gương của hai bác. Mời bạn nữ. Rồi mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Chào em. Rồi bây giờ hai bạn giới thiệu về mình đi ha, mời bạn gái. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào MC Quỳnh Linh, chào bạn nam bên kia và chào quý vị khán giả trong trường quay. Rồi, chào em. Em tên là Phạm Thị Hoài, năm nay là em 24 tuổi và nơi chôn rau cắt rốn của em là Đắk Nông. Nhưng mà do số phận đưa đẩy nên em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang là giáo viên dạy trung học phổ thông. Hai môn đó là môn sinh và kiêm luôn môn công nghệ. Sinh và công nghệ. Mình vào dạy trong này lâu chưa em? Dạ, em dạy là 2 năm rồi ạ. 2 năm rồi, ok, tốt quá. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Rồi. Và cùng toàn thể quý vị trong trường quay và hai bên gia đình. Em tên Phan Văn Hưng, năm nay em 24 tuổi và em quê ở Thanh Hóa và làm bất động sản tại Bình Dương. Em vào ở đây lâu chưa? Dạ, em vào được 7 năm rồi. Ở đây với ai? Em ở với cha mẹ trong này. À, cha mẹ vào luôn hả? Dạ. Em có điểm mà mạnh và điểm yếu gì? Dạ, em hòa đồng trong công việc và biết nấu ăn và biết tham gia các hoạt động xã hội như là từ thiện vân vân. Khuyết điểm mới có không? Khuyết điểm là hay nóng tính thôi. Rồi có tật xấu gì nữa không? Dạ không. Không. Rồi. Mời bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Dạ thì ưu điểm của em về công việc thì em là người có sự cố gắng, có sự học hỏi và em không ngại thất bại. Từ thất bại thì em sẽ học hỏi được những kinh nghiệm đem đi lên. Và nhiệt tình với bạn bè, với những cái người xung quanh em. Về thứ ba thì về tình yêu, em là một người biết quan tâm và biết hy sinh cho người mình yêu nếu mà người đó thực sự xứng đáng. Mình có cái khuyết điểm nào không em? Cái nhược điểm nào của mình? Dạ, thì em có khuyết điểm là em nói hơi nhanh. Khi mà nói hơi nhanh thì hay bị nói lộn. Và em làm việc thì hơi chậm. Nấu ăn thì không được ngon lắm và đa nghi hay ghen trong tình yêu. Em trải qua mấy mối tình rồi? Vấp phải thì em có nhiều mối tình rồi ạ. Nhưng mà cái mối tình nào sâu đậm nhất, động lại trong em nhiều cái ấn tượng nhất thì có mối tình nào chưa? Dạ có. Có mối tình thời em học lớp 8. Trời ơi, cái gì lớp 8 mà mối tình sâu đậm hả?
Là hết rồi đó hả? Có một mối tình đó thôi đó hả? Dạ có nhiều mối tình nữa nhưng mà nó vẫn không sâu động. Và kể thì em nghĩ là chắc là không thôi, thích được. Được rồi, nhiêu đó là hiểu rồi. Em trai có mấy mối tình? Dạ em cũng trải qua nhiều mối tình nhưng mà có hai mối tình coi như là khắc cốt. Trước khi đi nghĩa vụ quân sự em có quen một bạn, và khi đi nghĩa vụ quân sự được một thời gian là bạn đó lập gia đình. Và khi đi nghĩa vụ về có quen một bạn nữa, thì quen được khoảng 5 rưỡi thì bọn em chia tay. Lý do tại sao chia tay? Tại vì lý do là mình mới bắt đầu chưa có cái gì trong tay cả, và người ta thì có một cái ham muốn quá sức của mình không thể chiều được, thì hai bên có thể là chia tay. Nói chung là tình yêu cũng chưa đủ lớn rồi. Ha. Bây giờ cái mong muốn của mình về một cái người yêu mới, em mong muốn thế nào? Thì em muốn có một bạn gái biết phụ giúp gia đình và biết chăm lo cho gia đình. Công việc thì cũng không quan trọng, tại vì công việc em thì có thể nuôi được gia đình. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Ví dụ như là tóc có thể ngang vai hoặc gương mặt xinh xắn xíu là được. Đến qua anh xem coi có tóc ngang vai xinh xắn không nha. Em chào anh. Tóc cũng ngang đây. Rất là xinh, cô giáo dạy sinh hả? Dạ, em là cô giáo dạy sinh. Cô giáo dạy sinh đó, thường thì nghiên cứu, có người nghiên cứu về bộ phận tim, có người bộ phận não, có người bộ phận sinh dục, vân vân, ABCD đúng không? Dạ, em nghiên cứu đều đều nhưng mà sinh dục chắc là em nghiên cứu kỹ hơn. Đó, thấy đó, chưa? Thấy chưa? Vì em nhìn đàn ông em có thể nghiên cứu về tâm sinh lý của họ được không? Em có thể nghiên cứu về tâm sinh lý của đàn ông, nhất là những bạn nam độc thân nhưng mà không biết là đúng hay sai. Em nhìn sơ sơ em đoán người đó tâm sinh lý thế nào được không? Em đoán là sinh lý mạnh hiếu. Đoán luôn hả? Được không? Dạ, em đoán. Dạ đúng không em? Dạ không. Họ nhìn cái dáng người họ biết là hôm này để con trai nhiều con gái nhiều không? Dạ theo em là con trai con gái thì tùy thuộc vào trong cái lúc quan hệ với nhau. Cô giáo, cô giáo có gì đâu mà ngại. Dạy nhưng mà em thường là dạy về cây cối. Cô giáo dạy về cây cỏ mà nghiên cứu về bộ phận sinh dục. Tôi nói lạ vậy. Năm đại học em được học. Được học nhưng nghiên cứu về đó đúng không? Dạ. Như vậy thì em yên tâm đi. Nếu sau này mà hai đứa lấy nhau á là bà xã là coi như là biết em sức khỏe cỡ nào rồi ha. Không có lo. Em biết được là làm sao sinh con trai, làm sao sinh con gái. Hay vậy, để chỉ anh coi. Thì theo em được biết, một người đàn ông sẽ có hai loại tinh trùng, đó là X và Y. Khi Y tới nhanh và kết hôn với tế bào trứng thì lúc này tạo ra con trai. Nhưng mà làm sao cho nó tới nhanh mới là quan trọng, chứ ai không biết nó tới nhanh. Thì xác định cái chu kỳ kinh nguyệt như thế nào đấy. Đúng rồi đó, anh cũng nghiên cứu mấy lần mà đẻ con gái không. Khó lắm, nghiên không có được đâu. Cũng em muốn xin học. Mẫu người bạn trai mình là như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai em là không gầy quá, không mập quá. Mập quá. Cao 1m67 trở lên chị. Nói đi rồi là chị nghiên cứu về mạnh hay yếu nè. Đừng có đen lắm. Sinh lý thì không quan trọng. Y nhanh hay ít nhanh? Hả? Em chưa biết. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Em ghét nhất là một người đàn ông lăng nhăng, da trưởng. Em hình dung cô giáo dạy sinh bên này như thế nào? Là một người cá tính và nói chung là biết thương gia đình và nói chung là biết có tình cảm. Khi nào em đám cưới được, tiến tới hôn nhân được? Dạ, cái vấn đề tiến tới hôn nhân thì công việc em thì ok hết rồi á. Và gia đình em thì cũng là có thể là cho phép hai bên gia đình có thể cưới, nhưng mà phụ thuộc vào hai bên có thể hợp lý hay không, tình cảm như thế nào thôi. Em nghĩ bao lâu là thời gian phù hợp nhất, lý tưởng nhất? Dạ, theo em thì hơn 2 năm. Hơn 2 năm nữa? Dạ. Lâu vậy? Cổ mới có 24, 2 năm mới 26, 2 năm được không em trai? Dạ, cũng tùy hai bên, chứ còn cổ không nói trước rồi. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em, với chị, bạn thân và những người bạn đồng nghiệp. Rồi cho chào nhà gái à, cho gặp mẹ em phải không? Dạ mẹ rồi. Em chào anh Quyên Linh và chị Cát Tường. Dạ chào tất cả quý vị trong trường khán giả trong trường quay. Tôi là Bình, đến từ Đắk Nông. Cô thấy con rể tương lai này được không? Để tương lai cũng thấy vui tuổi tính rồi thì cùng hòa đồng rồi, cho nếu được thì hai đứa đến tìm hiểu đi đến hôn nhân. Là thêm ý kiến của chị gái đi. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và em là Hoa, là chị gái của Hoài. Thì em thấy bạn nam bên này thì rất là vui tính, hòa đồng, cũng hợp á. Nếu mà có cơ hội thì có thể tìm hiểu và nếu có duyên á thì sẽ đến tiến tới hôn nhân trong thời gian sớm nhất. Rồi, xin chào dạ, chị. Rồi. Chị là chấm rồi đó. Hy vọng có con rể tương lai con ha. Thế hôm nay bạn trai đi với ai?
Dạ em đi cùng với chị và hai người bạn đồng nghiệp. À, chị ruột hả em? Dạ chị họ. À rồi, chào dạ. Chị em xin kính chào anh Quyến Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Em là chị của Hưng, tên là Liên ạ. Chị thấy là bạn gái bên đây cũng khá là xinh xắn, nhìn rất là dễ mến. Còn phía Hưng á thì được cái là tính tình thì rất là hòa đồng với mọi người. Công việc thì cũng nhiều nhưng mà cũng ít có thời gian để đi gặp gỡ các bạn gái ở ngoài mấy. Hy vọng là hai em sẽ cho nhau cơ hội rồi có thể tìm hiểu. Rồi, cảm ơn chị. Rồi bây giờ để hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Mở rào. Em tặng em món quà. Cảm ơn anh. Để em tặng anh nha. Em tặng em món quà. Sao cô giáo xinh? Đây có mập quá không? Có đen quá không? Dạ không. Nhưng mà hình như em thấy nhìn anh còn hơi trẻ sao? Ngoại hình thì hơi trẻ, không biết có suy nghĩ có chín chắn hay không? Do thời gian đi lập nghiệp từ nhỏ, từ năm 2010 đến bây giờ thì nói chung là vượt qua trường lớp quân đội thì biết lo cho công việc, gia đình với là lo sự nghiệp. Dạ. Em có thích một người con trai mà kinh doanh bất động sản, có thể là đi làm về khuya hoặc là đi tiếp khách với lại những khách hàng hay là gì đó, thì em có giận hay là có thông cảm được không? Dạ, em thì đi tiếp khách, đi gặp khách hàng, gặp đối tác thì em sẽ thông cảm cho. Đúng rồi. Miễn là đừng có làm việc gì có lỗi với em là được rồi. Cái đó có thể làm được. Dạ, thì không biết là một tuần là anh rảnh được ngày nào? Thời gian của anh nó không có gò bó, tại vì các nhân viên của anh nó làm việc và anh chỉ có thể là đi gặp đối tác, đi xem dự án này kia thì đó thôi. Thì thời gian của anh có thể là anh sắp xếp được. Dạ. Em có giải nhau, ví dụ mà qua trong chương trình thì có thể là anh có thể mời em về nhà anh chơi gì đó được không? Dạ, cũng có thể là sẽ có chuyện đó xảy ra. Dạ. Anh cảm nhận về em như thế nào? Thì có thể là một cô gái năng động, nói chung là biết suy nghĩ. Dạ. Và biết lo cho gia đình, đơn giản. Dạ. Vậy. Anh có những tài lẻ nào nói hay không ạ? Anh có thể hát gì đó, có thể nấu ăn vân vân. Hát tặng cổ bài cho thay đổi không khí cho nó xôm lên nè. Tỏ tình nè. Anh xin gửi em bài hát. Còn lại gì khi đã xa nhau rồi, nơi anh đến chẳng cùng em. Chặng đường dài anh vẫn khóc một mình lẻ loi. Oh oh. Từng ngày buồn anh vẫn luôn tin rằng em sẽ mãi chờ đợi anh. Rồi một ngày em cũng sẽ trở về cùng anh. Cùng anh ở nơi phương xa ấy. Giờ đây em biết không, trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người. Cần một làn hơi ấm, cần bờ môi khẽ rung, để cho anh được thấy như em đang kề bên. Đừng buồn em yêu nhé, rồi thời gian sẽ qua, xóa đi bao cảm giác cô đơn lúc xa nhau. Anh nhớ em. Anh hát rất là hay. À, gái có muốn nói gì nữa không? Hay là hát lại câu nào không? Em cũng có một đoạn xin dành tặng anh, quý vị khán giả đã đến đây cổ vũ cho em, và đặc biệt là những người thân của em đã bớt chút thời gian đến dự. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mới vẫn hay đi về. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa anh không đến. Đường vào tim em này sang kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa mụt một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Bây giờ chúng ta cũng bị bấm nút. Cũng đã dành cho các bạn khá nhiều thời gian để trò chuyện. Có thể không thể hiểu hết được nhau, nhưng cũng có thể cảm nhận phần nào người đối diện có phải là một nửa của mình đang tìm kiếm hay không. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với nó nhé. 1 2 3 Rồi, nắm tay nhau đây hai bạn. Rồi, xin phép các gái từ hôm nay như thế nào đó, hứa hẹn rồi xin phép hôn con gái đó. Của bác. Dạ, con xin chào cô và con xin phép cô cho con được làm quen với lại Hoài và cho con xin phép được tìm hiểu Hoài trong thời gian sắp tới. Dạ, cô đồng ý rồi đó.
xin phép Hùng. Anh có thể thơm em một cái nữa. Đó,